thử tài thiên hạ xem sao. Mua trâu vẽ bóng, lấy bao đựng tiền. Lầu đài rượu thịt ngã nghiêng, hô to hét lớn mua tiên bán thần. Tới đây thay đổi cuộc trần, tan thành tro bụi, tiếc thân mỏi mòn. Đầu cha lộn xuống chân con, 14 năm tròn, hết số thì thôi. Khắp nơi nay đã hỏi rồi, 4 năm còn đợi, 4 đôi xuất hồn. Đây là tuổi vị thánh tôn, nhưng e khó gặp, bởi đồn bắt lưu. Đáo lai 17 xuân thu, cọp đồng xuống núi, chuột chù vào hang. Dạ, lần đầu tiên thì Trọng Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh của Nguyễn. Thì hôm nay thì Nguyễn cũng có về quê bên Đồng Sĩ thì tiếp tục làm cái loạt clip với Vinh. Thì hiện tại thì Nguyễn đang ở trên cái ngôi nhà triệu đô hay là Vinh Đồng Sĩ, tạm gọi là cái lồng cu của Vinh mà để niệm Phật đó. Thì gác lồng cu thì bây giờ thì em mời quý đồng sĩ có đôi lời với khán giả đi cho nó vui ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cả nhà vạn vật chúng sanh muôn loài thân tâm an lạc, bình đẳng. Nam Mô Di Đà Phật. Thì trong buổi sáng an lành mát mẻ hôm nay, quý đồng sĩ cùng với Nguyễn tiếp tục gặp lại cả nhà. Thì sau đó chắc Nguyễn về, Nguyễn còn lo công chuyện Phật sự của Nguyễn, thì đồng sĩ cũng làm giấy tờ, chắc có thể hớt tóc cạo râu nó gọn gàng nó bớt rồi cả nhà. Đây thì cũng là cái nhân duyên gì đó, thì đồng sĩ cùng với cả nhà chúng ta cứ tiếp tục niệm Phật, xem cái nhân duyên ở trong đạo đời chuyển như thế nào hết cả nhà. Mà tự nhiên sau hôm nay phải làm giấy tờ rồi râu tóc thì cho nó gọn lại bớt, thì đồng sĩ cũng thật là bất ngờ cả nhà. Thôi thì cứ tùy duyên thuận cảnh mà hành, thì miễn nó hợp thời hợp khới đời đạo nó trang hòa là được. Nam Mô Di Đà Phật. Trong cái clip hôm nay nữa chắc 1-2 clip này nữa thì chúng ta có thể 1-2 tháng nữa mới có thể gặp clip lại với cả nhà cùng với huynh đồng sĩ nữa, thì cả nhà cũng quan hỷ cho đồng sĩ ha. Rồi còn trong clip sáng nay, những câu cơ bản của Đức Ngài Sấm Trạng Nguyễn Bính Khiêm, đồng sĩ có lòng ghép vô trong cái đoạn thi văn này cùng với ngụ ý của thầy tổ, cũng như là trong cái cơ của Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ đó. Thì hiện bây giờ ở tổ đình Đức Thầy còn để lại 17 thạp mái vú đó cả nhà. Thì chúng ta đi về tổ đình thì ai cũng biết cái điều này. Đồng sĩ cũng từng về đó thăm viếng và cũng có dùng cái nước cam lồ ở trong thạp mái đó của Đức Thầy. Nhưng mà có ăn cá vậy cả nhà. Ở trong sấm Đức Thầy không có ghi là tại sao Thầy phải để lại 17 thạp mà không là con số khác, mà phải ngay con số 17 cho tới hiện bây giờ. Thì cả nhà chúng ta suy ngẫm thử cái điều đó xem sao ha cả nhà ha. Rồi bây giờ chúng ta thi văn nha các bà nhà nha. Nam Mô Di Đà Phật. Chừng nào chàng ốc làm vua, thời gian cạo trọc thầy chùa để râu. Thánh nhân diễn nghĩa cơ mầu, chấp vào hình tướng nói đâu thành lợi. Muôn việc cũng bởi ý trời, si thông mới thấu sự đời nhường bao. Bá ôm xưa ở bên Tàu, về Nam có trạng ai nào tin anh. Thấy đâu bò đãi thấp thanh, ấy điềm sinh thánh rành rành chẳng sai. Éo ôi cặn diệt tái lai, chân sao không đứng bò dài mà chi. Thất thanh còn nói được gì,
thân rung cầm cập, chuyện chi thế này? Trâu bò ai nói trong đây? Người bò lăn lóc, phân trây đái dầm, khuyến người niệm Phật chánh tâm, giáp ra mới thoát, thân trầm cam go. Lúc đó giấy bạc thành tro, cua đồng đổi cộng, thầy trò gặp nhau, thử tài thiên hạ xem sao. Mua trâu vẽ bóng, lấy bao đựng tiền, lầu đài rượu thịt ngã nghiêng, hô to hét lớn mua tiên bán thần. Tới đây thay đổi cuộc trần, tan thành tro bụi, tiếp thân mỏi mòn, đầu cha lộn xuống chân con. 14 năm tròn, hết số thì thôi, khắp nơi nay đã hỏi rồi. 4 năm còn đợi, 4 đôi xuất hồn, đây là tuổi vị thánh tôn. Nhưng e khó gặp, bởi đồn bắt lưu, đáo lai 17 xuân thu, cọp đồng xuống núi, chuột chù vào hang. Nam Mô Di Đà Phật. Dựa vào cái câu mà của Ngài Sấm Trạng nói thì cả nhà có thể mường tượng ra cơ bản về ngụ ý của Đức Phật Thầy ở trong cái 17 thập mái vú. Đó là cái quyền cơ mà Đức Thầy nhắn nhủ, cũng là cái dấu mốc mà Đức Thầy trở lại ở trong đó mới cảm ra được cái điều đó. Vì những cái đó ở trong sấm Thầy không có ghi, nằm trong cái bí mật, cái mật mã truyền thời của Ngài ở trong cái dòng thiền tâm thanh tịnh về cái chỗ không, thì chúng ta đều cảm nhận được cái điều đó hết. 14 năm tròn hết số thì thôi, đầu cha lộn xuống chân con, có nghĩa là cuộc trần thay đổi, cục diện đổi thay một cách 180 độ, lập hoàn toàn cái mới hết. Hiện bây giờ làm cha, mai kia trở lại làm đại tớ cho dân, thần dân thành làng sớm ấp ở trong đời thánh đức. Cái chữ làm cha ở đây là chúng ta nói là xưng danh xưng tướng, đòi làm ông làm bà đó cả nhà, không đòi ở cái chỗ bình đẳng. Về vạn vật chúng sanh muôn loài, còn số 14 năm, hai câu này thì ở một số huynh đệ Phật tử cùng với trên mạng cũng có chia sẻ ra, nhưng mà chúng ta còn bỏ lại con số 5 cả nhà. Ông Trạng nói 14 năm, thì chúng ta chỉ lấy con số 14 thôi thì chưa có đủ, còn bỏ lại số 10, con số 4 với con số 5. 10 phương trên đã xuống rồi, giữ lại con số 10. 4 năm còn đợi 4 đôi xuất hồn. Cả nhà thấy không, khéo không? Này trong Đức Thầy có nói Ngài trở lại cũng tầm khoảng 44-45 tuổi đó cả nhà. Học sĩ nhắn lại lần nữa, những này trong clip trước có nói nhưng mà còn hơi sự nghi ngặt trong đó, thì lôi cái ông mượn trong sấm của Ngài Đức Nguyễn Minh Khiêm vô thêm 4 năm vô đó là cả nhà thấy ha. Đây là dự ngôn tiên tri của Ngài, 4 năm phải còn đợi cái ông 4 đôi này xuất hồn, nghĩa là xuất tánh đó cả nhà. Đây là tuổi vị thánh tôn nhưng mà e khó gặp trong cái đời này, dẫu ổng có ra đời cả nhà cũng không đủ duyên, khó mà gặp được thầy tổ. Ổng đâu có xưng danh xưng tướng xưng hình gì đâu mà dễ biết ổng.
thậm chí về cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ, chỗ ngơi của ổng nó cũng thay đổi, đâu có ổn định một chỗ đâu mà chúng ta muốn gặp ổng được. Đây là tuổi vị thánh tôn, nhưng e khó gặp bởi đồn bắt lưu. Đáo lai 17 xuân thu. Cọp đồng xuống núi thì chuột chù vào hang. Khi mà Đức Thành, Đức Thầy xuất thế trở lại cả nhà coi, tất cả các pháp nó quy lại thành một hết. Thì mượn cái ông chuột chù mà nói, thì chúng ta dễ biết cái hình tướng của ông chuột như thế nào, của ông cọp như thế nào hả cả nhà ha. Ở đây chồng sĩ không có phanh phôi ra, nhưng mà khi mà pháp của thầy xuất thế trở lại thì cả nhà sẽ thấy. Chừng nào mà chàng ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa để râu. Thế gian cạo trọc là sao cả nhà? Phật Bổn Thích Ca có nói trong cái đời này, ở trong chùa toàn là thương buôn không á, sao cả nhà, là sao cả nhà? Nam Mô Di Đà Phật. Phải thương buôn, thương lái, người ta vô chùa, người ta ngủ, người ta tá túc, hay là người ta làm gì, người ta ở trong đó làm chi trọng cả nhà. Mà Phật nói đây là sự biến tướng ở trong đời đạo, trong hữu hình, hữu danh. Mượn cái cảnh của Tam Bảo mà chúng ta giống như là chúng ta thấy hiện bây giờ mọc lên như nấm mà những cái công ty du lịch tâm linh đó cả nhà. Mượn cái Tam Bảo của Phật, rồi chúng ta tạc tượng, chúng ta đúc tượng to, tượng lớn để làm chi? Để ngồi giữ cái thùng Tam Bảo đó cả nhà. Giữ cái thùng tiền của bá tánh đó, đó. Là mượn cái ông tượng Phật của ông Phật Bổn Thích Ca đó. Rồi bà Quan Âm với ông Địa Tạng rồi giờ lôi lên, tạc tượng lên, vừa giữ thùng Tam Bảo cả nhà. Chứ không giữ cái thùng Tam Bảo nó bay à, bốc hơi đó cả nhà. Chúng ta thấy làm như vậy có đúng với tâm của Phật chưa cả nhà ha. Nam Mô Di Đà Phật. Thế gian cạo trọc thầy chùa để râu. Có nghĩa là Ngài nói, Phật nói, hiện bây giờ gần những cái năm cuối đời này là cái sự thật nó là phải là như vậy cả nhà. Nếu như sự thật nó không là như vậy thì Phật nói không đúng, quý tổ nói cũng chẳng đúng. Thì nhờ cái hiện tướng ra như vậy thì cái sự thật kia trước kia tiên đoán nó mới có cái chỗ mà đúng đặt để vô đó. Nam Mô Di Đà Phật. Hình thức bên ngoài không đến ngay được Phật tánh là vậy cả nhà. Bá Ôm xưa ở bên Tàu, về Nam có trạng ai nào tin anh. Thấy đâu bò đái thấp thanh, ấy điềm sinh thánh rành rành chẳng sai. Éo ôi cặn diệt tái lai, chẳng sao không đứng bò dài mà chi. Đứng gì nổi nữa cả nhà. Diễn cảnh đó diễn ra làm sao mà đi đứng nổi. Chúng ta giống như cái cảnh mà chưa từng suy nghĩ hoặc là chưa từng tin tưởng đến dẫu như hôm nay đột ngột xảy ra trước mắt chúng ta, thì cái điều mà quá bất ngờ, quá hải hùng, quá lạnh lùng, thì cái phản xạ của thân tâm của những người bình thường lúc đó tự động tay chân nó rung. Nó rung cầm cập, người ta gọi là rung như cầy sấy đó cả nhà. Thì nó rung cái đầu gối như vậy, chỉ có quỵ xuống thôi chứ đứng không bao giờ đứng nổi. Cảnh nó chỉ có quỵ xuống mà bò mà lết thôi, chứ không phải nói là bò đái là mấy ông trâu bò ông đứng ông đái. Sai lầm. Trâu bò đứng đái đưa vô sắm làm chi hả cả nhà ha. Trâu bò ai nói trong đây, người bò lăn lóc phân trai đái dầm. Đây là cái diễn cảnh của trận phong ba mà Đức Thầy cũng có nói tới, nằm ở trong sấm trạng luôn cả nhà. Thì lúc đó là lớp khóc, lớp kêu, lớp la, lớp than, lớp vang, hải hùng đến khang hơi, khàn tiếng, không ra lời được. Thì gọi đó là cái câu thất thanh. Bò, vừa bò vừa đái mà vừa thất thanh thì nam đàn nó sinh thánh. Đàn tức là khải, tức là chạm tới cái cơ đó, hiểu thấu được cái cơ đó thì điềm lành sẽ ra, thánh sẽ về. Đơn giản ý của Ngài nói vậy thôi. Nam Mô Di Đà Phật.
Còn những cái câu cơ bản của Sấm Tràng thì đồng sĩ mượn thư văn để ráp ra cái bài này, thì những cái câu nó nằm ở trong sấm, đồng sĩ mới mượn 24 chữ cái để ráp lại thành một bài, rồi chia sẻ với cả nhà để vớt lại hết những cái câu của Sấm Tràng mà cơ bản thôi, chỉ một phần cơ bản thôi, đồng sĩ chia sẻ với cả nhà chúng ta tham khảo cái ngụ ý của ngài thâm sâu ở trong đó. Chừng nào giấy bạc thành tro, cua đồng đổi cộng, thầy trò sẽ gặp nhau. Giấy bạc không phải miếng giấy bạc nha cả nhà. Bạc ở đây là quỷ thánh nói đây là bạc tiền, là vật chất của thế gian trong cái đời này. Khi nào tới cái cơ đó mà không còn xài được nữa, tất cả nó y như là tro bụi vậy đó cả nhà, không có tác dụng được trong cái đời đó nữa đó. Ý ngài nói vậy đó. Còn cua đồng mà đổi cộng thì ngài lại mượn cái hình tướng của ông cua dính vô cái chữ đồng. Đồng sĩ nhắc lại ha, dính vô một cái chữ đồng, mượn hình tướng của ông cua, tám cẳng hai càng, cũng nằm con số 4 nữa, mà bò ngang, cua bò ngang chứ không có bò đứng, không bò lui, mắt ăn trước mà bò ngang, bò trái bò phải, giống như bò theo cái đường của xích đạo của trái đất mình vậy nha, bò như vậy đó. Cua đồng đổi cộng thì thầy trò sẽ gặp nhau. Cái câu đổi cộng này nó cũng dễ hiểu ngay đó nè, đổi tức là thay đổi, còn cái chữ cộng này là không phải là cộng trừ. Mình sẽ nói vậy thì cả nhà cứ suy tư ha. Cua đồng đổi cộng thì thầy trò gặp nhau. Ổng thử tài thiên hạ xem sao, đừng có mua trâu vẽ bóng rồi lấy bao đựng tiền, rồi xây lầu đài rồi rượu thịt nó ngã nghiêng, hô to hét lớn là mua tiên bán thần. Tới đây thay đổi cục diện của tất cả cuộc trần, tan thành tro bụi rồi tiếc thân mỏi mòn. Lúc đó là tiếc nuối. Phật với quý tổ khuyên chúng ta niệm Phật tu về cái chỗ thanh tịnh bình đẳng, mà chúng ta cứ tập trung vô ngay cái chỗ hình tướng mà. Bỏ hết tâm huyết, bỏ hết công sức của Phật tử chúng sanh vô đó, bao nhiêu tiền tài vô đó để chúng ta xây, giống như giả tràng mà xây cát biển đông đó cả nhà. Đó là cái hình tướng để mà ngạo đời, ngạo con người chúng ta. Cái ông giả tràng là cũng là thân của Bồ Tát chứ ai đâu. Bởi vì ổng ở dưới biển giống như chúng ta cũng đang ở trong biển vậy nè. Trong biển khổ của ta bà đó cả nhà, mà chúng ta cứ giả tràng xây cát biển đông, bao nhiêu muôn kiếp lòng vòng chẳng ra, xây rồi lại đập vỡ ra. Cả nhà thấy không? Cứ ông giả tràng mà ở dưới biển mà ông biết cái nước lớn, nước rồng vậy đó, mà ông xây lên, ông đào ông xây lên, rồi cái sóng đánh ập một cái rồi xong. Rồi ông núp ở dưới cái ông lên nữa, ông xây, ông đào ông xây nữa, ập một cái nữa, thì con người mình giống ổng không vậy cả nhà? Giống mấy ông cua, giống mấy ông còng nữa. Vậy đó, tu nhân học Phật chứ Phật nói không có nghe, Phật khuyên không có chịu làm theo. Hiểu Phật thì phải làm như Phật, tin Phật, hiểu Phật phải làm như Phật mới gần Phật được đó nha. Chúng ta nói rồi, chúng ta tu nhân học Phật, giáo lý kinh tạng chúng ta thuần, chúng ta nhuyễn, mà xem lại cái tâm chúng ta đặt ở đâu, đặt ở cái hình tướng hay là đặt ở cái chỗ bình đẳng, ở cái chỗ mà tâm trơn Phật tánh. Bao đời quý tổ tái lai trở lại đều dùng cái pháp không để mà đi song song hành với cái pháp tướng, cho chúng ta thấy, thấy chúng sanh mà vừa gần tới cái lúc đó thì phải tổ phải xuống nữa, chứ không xuống cái lâu lâu cái là con cháu Phật tử chúng sanh cứ đi xa quá, lâu lâu qua xuống ông đặng cho lôi lại gần được mớ, rồi cái ổng đi, ổng đi một thời gian cái bắt đầu đi xa ra, tách biệt phân chia ra,
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện tất cả đều sớm được thành Phật. À, mới ở bên đồng sĩ, mới nãy em thấy là cái chỗ là Bình nói là cua đồng lõi cộng đó. Dạ. Thì cái cua đồng này có phải là lõi cộng là nó nằm ở chỗ là lột vỏ, lột xác như là nó vô cái đời mới luôn không Bình đồng sĩ? Dạ. Hay là nó như thế nào? Cái chỗ dạ. này Bình có thể phân tích rõ lên chút xíu được không Bình? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi đó Nguyễn. Thì đồng sĩ, cái gì mà liên quan đến đạo á thì đồng sĩ sẽ nói rõ. Còn liên quan đến mà một cái sự trị vì của một cái thời đại hoặc là chính trị quốc gia thì sẽ có chính trị quốc gia người ta làm. Đồng sĩ không bao giờ mà gắn cái chuyện đời, chuyện pháp, chuyện đạo mà đi vào trong cái chuyện quốc gia chính trị được. Thì cái chữ như Nguyễn vừa có thắc mắc vừa hỏi đó thì đó là đúng. Còn cái chữ cộng, đồng sĩ nhắc tới nhắc lui là cái chữ cộng. Hoặc là trong cái clip trước thì đồng sĩ có nhắc cái chữ hồ. Thì đồng sĩ nói rồi, đây là liên quan đến một thời đại. Còn cái chữ cộng đó là không phải cộng rơm, không phải cộng cỏ nha. Sẽ có người hiểu. Dạ. Dạ. Thì tạm thời mình dẫn tới đó đi. Thì quý đồng sĩ, trong cái clip này thì nó rất là hay. Mới nãy trong cái ngân nga của cái từng lời pháp mà gió thổi nhẹ vậy đó, em cảm nhận được như là một cái mọi người thường hay là gọi là luồng điển. Như là có một luồng điển nào đó dẫn giải kéo mọi người lại với nhau vậy đó. Giết cái tâm lại chỗ cái chỗ thanh tịnh luôn. Thì các vị tổ trở lại lúc nào cũng muốn đưa chúng sanh về con đường giải thoát như các ngài. Rồi các ngài lại đi, rồi chúng sanh lại buông nới lỏng. Nhưng mà cũng có muốn theo, nhưng mà theo không tới. Như vậy là nếu mình đã hiểu được như vậy rồi, thì trong cái giai đoạn hiện tại này, trong cái bài này, thì mình làm gì để trở lại với thầy tổ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong cái hai câu mà hình thức bên ngoài không đến ngay Phật tánh đó cả nhà. Mấu chốt là ở chỗ đó. Là chúng ta nói chung á, là người tu nào thì thường thường ta nói cũng phải an cư nó mới lập nghiệp. Thì chúng ta an cư ở cái chỗ là che nắng che mưa cơ bản, rồi an cư ở trong cái thân tâm của chúng ta, ở trong cái tâm chúng ta thấy đủ thì chúng ta sẽ được cái an. Còn nếu mà nói tới tu mà chúng ta tối ngày cứ đổi thừa cho Phật với trời, cứ xây chùa to rồi tượng cốt giả, hình thức rườm rà bên ngoài cho hoành tráng, để chúng ta đưa cái danh, cái tiếng của chúng ta lên, cái tiếng, cái danh giả của chúng ta lên. Chúng ta nói, ông nay tôi nè, ông này, ông nọ nè, đạo hạnh của tôi tu cao thâm dữ lắm, cho nên phước đức của tôi hôm nay nè, chùa của tôi bây giờ là đi vô là tượng mà cốt là coi như là còn hơn là cái bãi giữ xe của người ta. Cả nhà không tin, cả nhà đi tham quan thử một vòng mới thấy, chùa giờ mà tượng người ta đặt còn hơn là bãi giữ xe nữa cả nhà. Rồi tối rồi cái chung vô, cái này đồng sĩ cũng nói hoài à. Tối rồi cái thầy cậu rồi chung vô phòng niệm ấm chân nghiêm, rồi bỏ mấy ông Bồ Tát, Phổ Hiền, Địa Tạng, Quan Âm, Thích Ca, Di Đà, Phật Vương đổ ngoài trời, nắng mưa, sương gió, mũi mộng. Rồi cái này bạc màu sương gió, rồi đắp tiền vô, xây tô, sơn phết. Rồi vài năm thay đổi cuộc trần, cái rồi nhìn lại cái nói, trời ơi, làm vậy được cái gì? Rồi lúc đó mới tiếc thân, tức lưỡi, hít hà. Một số ôm theo của cảm thấy không có được, không có cái sự buông nổi trong cái đó, tại vì đặt hết cái thân tâm tâm quyết vào đó rồi. Khi mà tâm quyết dồn hết vào đó rồi thì cái cục diện nó đến rồi, cái nghiệp nó dẫn theo cái đó luôn, cái cảnh hữu hình nó dẫn cái tâm đi theo luôn, chứ làm sao mà ra nổi. Khi mà dồn hết tâm quyết vô rồi chúng ta cảm thấy giống như là ở ngoài đời làm ăn nè, xây dựng cơ ngơi rồi dồn hết tâm huyết vô mà nó sụp một cái rồi, nó đụng chuyện sụp một cái rồi coi như hư cuộc đời luôn, thân tâm mình lao tuột theo luôn, ta gọi là giống như bị tự nhiên bị khùng điên luôn. Thì cơ này quý tổ cũng có nói luôn rất là nhiều, đụng chuyện tới rồi lúc đó là đâu còn kịp nữa. Nhưng mà có một cái vậy cả nhà, khi mà dồn hết tâm huyết vô, nếu mà đúng trận phong ba nó trở lại, ai buông được trong một sát na cũng đều được vớt hết. Bỏ được cái nhỏ đó, quay tới về cái tánh là đều được vớt hết, cũng đều được vớt hết, trong đó vớt được số, còn số kia thì vô phương vớt nổi.
như những cái clip đồng chí chia sẻ đó. Đầu cha mà lộn xuống chân con rồi là cục diện thay đổi hoàn toàn, không còn kịp nữa. Chúng ta hôm nay ở trong cái đời này, chúng ta đừng có tham cái vật chất. Bị gì mỗi một cái đời á, là tất cả các cái phương tiện, các pháp á, mà trời Phật đưa ra cho chúng sanh chúng ta hành pháp á, thì đều có cái ngụ ý hết. Tại sao trong cái đời này nè, chúng ta nấu ăn, nấu uống, rồi chúng ta dùng xe, cộ, phương tiện, các thứ, thậm chí máy bay để hỗ trợ cho Phật tử chúng sanh, cho con người cùng nhau hành pháp, chuyển pháp trong cái đời này. Rồi vào đời mới mấy cái phương tiện đó có xài được nữa hay không? Rồi nếu mà trong đời mới chúng ta không xài phương tiện đó thì ta xài cái gì để phục vụ cho thành dân sớm mắt ở trong cái đời Thánh Đức? Thì như vậy nè cả nhà. Trong cái đời mới đó thì chúng ta không cần dùng xe cộ nữa, không cần dùng phương tiện máy bay nữa, mà cái thân thủ của thành dân trong cái đời mới đó người ta rất là linh hoạt, rất lẹ như đồng sĩ chia sẻ đó. Xe ở đời này chúng ta chạy vào ở trong đời mới là người đi bộ lẹ hơn xe đó cả nhà. Là nó vi diệu như vậy đó. Còn món ăn, món uống trong đời này như tổ có nói đó, trong cái đời mới đó chúng ta trồng một lần mà thu hoạch cả năm, bảy lần, chục lần mà chưa hết. Ăn một trái thôi mà nó bổ cả mấy tháng trời chưa có hết năng lượng của nó. Cái điểm này đồng sĩ đã thấy rồi, ở trong cái cơ niệm Phật đồng sĩ thấy hôm nay đồng sĩ chia sẻ cả ngày nè. Cho nên hôm nay chúng ta tu chúng ta đừng có ngại mà cái chuyện ăn uống nó khó khăn. Ráng đi cả nhà, ráng đi, ráng nhiếp tâm niệm Phật để vào đời mới cả nhà được bù đắp hết tất cả. Ở trong đời mới nó ngộ lắm, là cái hiện bây giờ mình có ở đây mình ăn nấm ha. Vào đời mới sẽ có một loại nấm gọi là nấm hột gà. Thì ở trong, ở ngoài cái vỏ bọc của cái nấm đó, ở trong nó có cái nhừng của cái nấm đó, là chúng ta tách, chúng ta chẻ ra là nó y như là cái hột gà ốp la, nó bổ y như cái nhừng hột gà ốp la với bánh bông lan, nó mềm, nó xốp vậy đó. Là không cần nấu luôn, tự nó chín luôn. Bởi vì ở trong cái môi trường mới của cái thiên nhiên trong đó tự động á, nung nấu hấp thu để tạo ra cái vật chất trong đó, nó khi nó đủ tuổi rồi là mình chỉ cần mình dùng thôi. Mình không cần nấu nướng, không cần chiên xào. Còn khoai lang với khoai mì, củ sắn đồ các thứ ở trong cái đời mới cả nhà thấy nó ngộ lắm. Củ khoai lang cũng vậy. Hiện giờ mình trồng khoai lang là mình đào lên nó bị sùng bị đồ là mình phải hấp, phải nấu, phải nướng mới ăn được, còn vào đời mới cũng khỏi luôn. Cái vỏ khoai lang bên ngoài chúng thấy nó bóng lưỡng ha, tách ra bên trong nó nức nở. Ấm hiểm, nức nở thơm phức luôn, cũng y như là hột gà của bánh bông lan. Dinh dưỡng cực kỳ cao. Mà bông hoa trong cái đời mới là mỗi lần mà vô mùa nó trổ bông một cái không nhìn thấy lá, y như cái mâm xôi mà người ta để cái mâm xôi ta cúng lên nó dung trùng vậy đó. Xôi, cái nồi xôi ta ập xuống cái mâm ta cúng đình cúng tổ mà ta cúng một mâm lớn, thì mình tưởng tượng cái cây, cái tàn bông hoa nó bự vậy mà nó trùm xuống bích y vậy đó. Là một cái loại cây á, có một loại thì một bông, một màu bông, có một loại cả mấy chục màu bông vô một cái cây. Nhánh bên đây á là một màu bông, nhánh bên đây một màu bông, thậm chí một nhánh 10 màu bông cũng có. Mà cái bông của nó rất là vi diệu, rất là ngộ, rất là đẹp. Không bao giờ có cái lá úa. Trong cái đời mới là cái cây nó đặc biệt không có cái lá úa. Mà bông của nó là tươi tốt, phải nói là nhìn vô mát mắt luôn. Nhìn cái cảnh nó vi diệu dữ lắm. Cả nhà đừng có liếng tiếc gì trong cái đời này. Cả nhà niệm Phật đi, được vào đời mới đi, thì cả nhà sẽ thấy cái mà vật chất trong cái đời mới như vậy đó. Ban thưởng cho thành dân ở trong đời Thánh Đức là như vậy đó cả nhà. Không có cái chuyện mà thắp đèn, thắp điện ở trong cái đời mới. Vậy thì làm sao mà quý, như quý tổ nói đó. Không có cái ánh, ban đêm là không có bóng tối. Ban ngày thì ánh sáng vậy mình khỏi nói, nhưng mà ban đêm không có bóng tối. Mình thắp bằng cái gì mà ban đêm nó không có bóng tối. Ở trong cái đời mới, những cái loại mà xà cừ, san hô, mã não, hoặc là những cái viên ngọc đá quý á, ban ngày nó hấp thu nhật nguyệt. Ban ngày những cái ông ngọc đó, ông hấp thu ánh sáng của mặt trời, thì tự động xoay qua ban đêm ông phát lên. Phát lên cái ánh sáng vi diệu. Ánh sáng nó rất là mát mẻ. Nó không có nóng nảy như ánh sáng này. Nó cũng không có bị ăn nắng như là mặt trăng. Mặt trăng tuy rằng chắc tối nó vậy đó, nhưng mà nó bị ăn nắng đen. Còn ánh sáng có tất cả các loại ngọc nó hấp thu mà tự phát ra đó, để cho cái, trong cái đời mới đó chúng ta thấy cái cảnh đó, nó giống như gần tới như cái cảnh của Tây Phương Cực Lạc đó. Nhưng mà vậy mà chưa hoàn thiện, vậy mà cái trái đất mình còn phát triển nữa đó, còn thay đổi nữa, còn lăn lộn nữa, chứ vậy mà chưa xong nữa đó. Thì những cái điều mà đồng sĩ thấy á, quý tổ có nhắn trong sấm á, đồng sĩ thấy thêm một số cái nhân viên vật chất vật dụng ở trong cái đời Thánh Đức mới, đồng sĩ chia sẻ với cả nhà như vậy. Thì trong cái cảnh niệm Phật đồng sĩ thấy được cái điểm đó, đồng sĩ cảm thấy rất là quan hỷ cho thành dân ở trong thành làng xóm ấp trong cái đời mới cả nhà, trong đời Thánh Đức. Phải nói con cháu chúng ta hôm nay mà tu trong đời này, vô đó chúng ta được hết tất cả.
những cái món ăn, những cái trân châu, trân báu, đồ dùng trong đời đó. Hôm nay cha mẹ trời đất đã để sẵn rồi, chúng ta cứ tu đi, đời này chúng ta đừng có nên dụng công vào cái vật chất làm chi cho nó hao tâm, hao trí, cho nó mệt thân tâm đó nè. Rồi mà công chúng ta tạo nghiệp tham sân si nhiều thêm chi cho nó phiền não. Tu theo Phật thì chúng ta cứ tin Phật mới được đó nha, không tin Phật là không được. Chúng ta phải có cái lòng tin tuyệt đối, gắn cái nguyện vô rồi chúng ta hành cho nó chân chánh. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi Nguyễn có chia sẻ thêm gì nữa trong cái pháp này không em? Dạ, thì trong cái clip trong buổi sáng hôm nay thì theo cảm nhận của em á, thì đây là một cái clip cảnh tỉnh thật sự. Là từ cho tới cái cơ mà đổi thay của vũ trụ trái đất cho đến những lời cảnh tỉnh sâu sắc, có nghĩa là hiện tại ta đang chạy theo hình tướng mà chứ không có tập trung vào cái phần trụ tâm chân chánh là hành đạo. Rồi tới một cái chỗ là cái nhân duyên nhân quả, khi mà ta tu theo thầy tổ phải có cái đức tin với các ngài và hành theo các ngài thì chắc chắn sẽ về với các ngài và được cái nhân quả trả cho mình, là trong một cái cuộc đời mới thì trong một đất nước mới thì hoàn toàn là hạnh phúc, hoàn toàn là từ cái cơ sở vật chất, phần tâm, phần tướng luôn. Tất cả mọi thứ, tướng thì đẹp, nói về vật chất thì không có thua. Nói chung là nói về ông tổng thống thì không có thể nào nghĩ bàn như vậy nữa. Sẵn đây đồng chí nói, Nguyễn nói câu đó, đồng chí cũng nhắn thêm một cái lời nhắn nhủ nữa. Nhờ cái câu nói mà tổng thống của Nguyễn là như vậy nè cả nhà. Ông tổng thống với ông chủ tịch trong cái đời này còn thua cái người dân trong cái thành làng xóm ấp của cái đời mới. Như cả nhà về tổ đình cả nhà thấy ha, có một cái ngộ này nè. Ở trước cửa tổ đình hiện bây giờ có 4-5 bà con cô bác mà cầm nón lá để ngồi trước tổ đình ăn quá duyên đó. Cả nhà thấy mình cho rằng cái người mấy người đó là ăn mài ha, thì thường nói là ăn mài ăn xin đó, ăn xin mới cầm nón lá ăn xin tiền đó. Mấy người đó sướng hơn mấy cái người giàu ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, sướng hơn mấy ông Việt kiều ngoài Mỹ luôn, bảo đảm. Đâu làm gì đâu biểu cực khổ, ngồi đó là cứ niệm Phật rồi cái được quá duyên đó. Rồi đồng sĩ đi viếng tổ đình, đồng sĩ mới nói nhắn câu kìa, không biết khiến sao đồng sĩ nhắn câu. Đồng sĩ với mấy huynh đệ cũng cho quá duyên người 10.000 20.000 cái đó, là đồng sĩ mới nói như vậy nè, nhắn nhủ với mấy bà con cô bác như vậy nè. Bây giờ ngồi đây quá duyên niệm Phật nha, đức thầy trở lại là không có ngồi đây nữa nha, thu xếp hành trang lẹ lẹ để đặng theo ổng tu, theo ổng niệm Phật, đồng ý không? Nếu đồng ý thì tôi sẽ quá duyên cho 10.000 chứ không nhiều. Cái bà con cô bác đã cười, nó dạ đúng rồi, huynh đệ nói đúng quá, ở đây niệm Phật chi, đợi thầy trở về rồi đội nón lá không cần hứng nữa, đội nón lá theo ổng thầy niệm Phật. Đơn giản, dẫu rằng người ta nghèo nhưng mà được ở gần Phật, vậy là nó hạnh phúc. Dẫu rằng người ta nghèo mà được ở gần vua thế coi, khác cái người giàu ở xa vua. Cái người nghèo mà ở gần ông Phật khác với cái người giàu ở xa ông Phật. Đó, mấy người đó ta được gần tổ định là mình tạm nói được gần nhà của ông Phật. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà thầy về mấy người đó sẽ đội nón lá theo thầy niệm Phật. Không cần mong cầu, không cần xây dựng hình tướng gì đó. Giống như cái thân tâm người ta cũng có biết cái chỗ gì đặt để cho người ta vậy đó. Vài ba người à, hiện bây giờ chúng ta thấy đi vòng vòng mấy cái Tây Ninh, Núi Cấm hoặc là trong vùng Bủ Sơn, Kỳ Hương, Sóc Sơn ấy, chúng ta thấy cái cảnh đó nó rất là hiếm. Cái cảnh như ở tổ đình ấy, hiện bây giờ rất là khó kiếm cái cảnh mà nó đơn giản như vậy. Cảnh mà bà con của bác ngồi một bên vậy đó, mà nó rất là điềm đạm, nhờ mấy người đó ngồi vậy đó, mà nó giống cái cảnh mà nguyên thủy ở cái thời sơ khai hồi xưa. Cái cảnh nó khó kiếm dữ lắm. Còn cái cảnh mà để thùng tâm bảo là bây giờ chúng ta nát rồi. Cái cảnh đó, cái cảnh mà đưa nón lá làm cái thùng tâm bảo như vậy đó, đơn giản lắm, mà cái cảnh đó nó mộc mạc, chất phát. Còn chúng ta đưa cái thùng tâm bảo lên, chúng ta để chữ Nam Mô Di Đà Phật tùy hỷ, lấy cái ổ khóa móc lại hoặc cái sắt đó chúng ta bấm mật mã lại, rồi tới ngày cúng xong rồi cái khui ra chia, để chúng ta thấy cái cảnh đó nó đi vào cái thế gian liền, không có đi trong đạo, đi vào hình tướng của thế gian liền. Thì gọi là thầy chùa mà để râu là thế gian cạo trọc là vậy đó. Hình tướng giả bên ngoài thì gọi là giống như bây giờ mình nói là cạo trọc để kinh doanh, thì gọi là cái thế chứ không gọi là cái đạo. Thế cái đời chứ không gọi là cái đạo là vậy đó cả nhà. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà quan hỷ ha, là nhắn với cả nhà ha, là niệm Phật để xem cái 17 cái thập máy vú của Đức Phật Thầy ổng nhắn nhủ cái gì nha.
Dạ kính thưa quý vị, thì đợt trước thì Quỳnh Đồng Sĩ cũng có ra một cái đề là ba đồng là ví thầy nho. Xem ai cảm được Phật cho làm thầy. Xem ai cảm được thì Phật cho làm thầy. Rồi đợt này là Quỳnh Đồng Sĩ ra một thêm một cái đề nữa là 17 cái hạt máy vú của Đức Thầy. Như vậy là có hai cái đề rồi, không biết cái đề thứ ba là như sẽ như thế nào. Thì tất cả quý vị khán giả mình cùng suy nghĩ, mình cùng bình luận để xem như thế nào. Rồi một ngày nào đó hữu duyên thì Nguyễn sẽ nhờ Quỳnh Đồng Sĩ giải tất cả cái đề này lại để xem coi là những gì quý vị khán giả mà suy tư, suy nghĩ và ngộ ra trong phần đó nó có giống như những gì suy tư, suy nghĩ và ngộ của Quỳnh Đồng Sĩ hay không. Thì Nguyễn thấy cái clip này nó cực kỳ hay, hy vọng là nó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho tất cả quý vị khán giả đang xem kênh ha. Còn bây giờ thì Nguyễn xin gửi lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip sau. Đến tất cả quý vị, bye bye.